chào quý vị. Hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 1 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại trụ sở Trung ương Đảng, tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện. Cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên tiểu ban văn kiện, thường trực tổ biên tập giúp việc tiểu ban văn kiện. Tại phiên họp này, tiểu ban văn kiện xem xét cho ý kiến về dự thảo kế hoạch hoạt động của tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng và thường trực tiểu ban văn kiện, tờ trình về chủ đề, phương châm, kết cấu, tư tưởng chỉ đạo và một số trọng tâm báo cáo chính trị, tờ trình về định hướng xây dựng báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 dự kiến được tiến hành vào tháng 1 năm 2021, thời điểm kỷ niệm 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh năm 1991, và 10 năm chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng 2030, 100 năm ngày thành lập nước 2045. Đại hội 13 sẽ đánh một dấu mốc quan trọng có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng cần được tiến hành một cách khoa học, chu đáo, công phu, đảm bảo sự thành công của đại hội. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 do Chính phủ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17 tháng 1 với chủ đề Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Để tổ chức thành công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai các công việc và gửi nội dung chuẩn bị về cơ quan thường trực tổ chức Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 10 tháng 1 năm 2019. Tổng kết lại hoạt động của chính sách tiền tệ trong năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết lạm phát được kiểm soát ở mức 3,54%, tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, tổng phương tiện thanh toán tăng. Khi thị trường tài chính thế giới có nhiều diễn biến bất lợi, khi lãi suất thị trường chung gia tăng, giá trị đồng đô la Mỹ tăng, thì Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các nghiệp vụ thị trường mở, điều hành cung tiền giúp ổn định và giúp cho lãi suất cũng như tỷ giá không tăng quá nóng. Các ngân hàng trong hệ thống cũng đã dần đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn an toàn vốn, phối hợp thực hiện các giải pháp để giải quyết nợ xấu, tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Tuy nhiên, trong năm qua, những vụ việc mất tiền trong tài khoản, tội phạm thẻ cũng làm ảnh hưởng tới hình ảnh của hệ thống ngân hàng. Các nhà điều hành cam kết thực thi tốt hơn nữa các quy định về hoạt động, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trong năm 2019. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ CHOP thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tập đoàn Milai Nhật Bản tổ chức hội thảo ra mắt công nghệ xử lý rác thải hữu cơ tái tạo năng lượng 6R của Nhật Bản nhằm giới thiệu giải pháp công nghệ mới với mục tiêu không phát thải CO2 trong suốt quy trình từ vận chuyển đến xử lý rác thải hữu cơ. Công nghệ 6R của Milai gồm những ưu điểm nổi bật như xử lý rác thải hữu cơ thành điện năng, công suất của thiết bị rộng từ 100 kg đến 25 tấn một ngày một máy, có thể sử dụng ở các vùng biển đảo, nông thôn, thành phố. Hệ thống gồm hai thành phần chính, hệ thống xử lý rác thải hữu cơ và xe điện thu gom rác, tạo thành chu trình khép kín với mục tiêu không phát thải CO2, xử lý hiệu quả rác thải hữu cơ. Rác hữu cơ được thu gom bằng xe điện và dùng chính điện được tạo ra từ quá trình xử lý rác mà xe mang về để sạc ngược lại cho xe, tạo nên một vòng khép kín năng lượng nhằm giảm phát thải CO2. Hiệu quả của dự án đã được CHOP triển khai kiểm chứng trong hơn 5 tháng xử lý mẫu nguồn rác từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Trên cơ sở các ưu điểm công nghệ và phù hợp với tính chất rác thải của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, Milai sẽ cùng với CHOP chuyển giao công nghệ và nội địa hóa công nghệ này tại Việt Nam trong thời gian tới. Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2019, đây cũng là dịp để công nhân, người lao động về quê ăn Tết cùng gia đình. Thực tế, nhiều năm nay, khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, không ít lao động vẫn chưa trở lại với công việc hay chuyển sang làm việc ở một đơn vị khác, khiến tình hình thị trường lao động biến động mạnh. Dự kiến mùng 8 Tết, khoảng 100 công nhân của doanh nghiệp này quay trở lại làm việc, nhưng theo kinh nghiệm những năm qua, sẽ có một bộ phận lao động không lên làm việc đúng ngày quy định. Mình cũng bao giờ có cái cơ số dự phòng, cho nên anh em nó có nên muộn hoặc là nên sau, nên một thời gian trễ một thời gian
thì mình vẫn đảm bảo cái sản xuất. Những năm gần đây thì do cái nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là sau Tết là các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp có cái tốc độ phát triển nhanh thì họ sẽ bổ sung các cái nguồn lực để mà phát triển cho những công việc của năm mới, cho nên chắc chắn sẽ tạo ra một sự di chuyển lao động, từ sự di chuyển lao động nó sẽ thiếu hụt. Chúng ta có thể giảm chi phí trong cái vấn đề sản xuất kinh doanh. Thí dụ chúng ta tăng doanh thu, thứ hai là chúng ta chỉ cần chuẩn hóa trong quy trình sản xuất do ứng dụng công nghệ, một phần do là quy trình sản xuất và cũng một phần rất quan trọng do năng suất trách nhiệm của lao động nâng lên, và kèm theo đó thì cái tiền lương họ cũng nên được nâng lên. Nhưng mà nếu chúng ta làm đúng thì người lao động vừa có tăng lương mà cuối cùng chủ doanh nghiệp vừa có hiệu quả, và cái đó mới là cái giữ lao động bền vững nhất. Năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 5 phương án tuyển sinh theo nguyên tắc tuyển chọn thí sinh đạt chất lượng, có nguyện vọng và năng lực phù hợp các ngành đào tạo, tuân thủ và không trái quy định tuyển sinh Bộ Giáo dục Đào tạo. Điều kiện chung để được xét tuyển vào là thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, và việc xét tuyển sẽ thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau. Một là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục Đào tạo với chỉ tiêu tối đa không quá 5% tổng chỉ tiêu ngành, nhóm ngành. Hai là ưu tiên xét tuyển theo quy định dành cho học sinh các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu thuộc các trường đại học, tỉnh thành toàn quốc, học sinh trung học phổ thông nhóm 100 trường có điểm trung bình thi trung học phổ thông quốc gia cao nhất năm 2015, 2016, 2017, 2018, không quá 10-15% tổng chỉ tiêu. Thứ ba, trường xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Thứ tư, Đại học Quốc gia thành phố xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hệ thống này tổ chức với chỉ tiêu tối đa 40% so với tổng chỉ tiêu. Cuối cùng, trường dự kiến xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế, đạt danh hiệu học sinh giỏi các năm học trung học phổ thông và hạnh kiểm tốt. Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa xây dựng kế hoạch phúc tra đánh giá kết quả kiểm tra y tế trường học trên địa bàn thành phố năm học 2018-2019. Theo đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục và thực trạng quản lý công tác y tế trường học tại các quận huyện, Liên sở sẽ tổ chức phúc tra công tác tổ chức y tế trường học tại 12 quận huyện. Các quận huyện gồm 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Thạnh và Bình Chánh. Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng, Liên sở tiếp tục đề ra những biện pháp củng cố nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn. Nội dung kiểm tra gồm công tác phối hợp giữa Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và Phòng Giáo dục Đào tạo quận huyện. Hồ sơ quản lý công tác y tế và kiểm tra thực tế tại các đơn vị theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên 1-2 đơn vị ở mỗi quận huyện. Năm 2018, chương trình tiêm chủng mở rộng đã chuyển đổi sử dụng thành công từ vaccine sởi rubella nhập khẩu sang vaccine do Việt Nam sản xuất cho trẻ 18 tháng tuổi. Đồng thời, chương trình cũng triển khai đưa vaccine mới là vaccine bại liệt bất hoạt dạng tiêm áp dụng cho trẻ 5 tháng tuổi. Đến nay đã có gần 298.000 trẻ em trên cả nước được tiêm chủng vaccine này. Từ tháng 12 năm 2018, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chuyển đổi sử dụng vaccine 5-1 Combify cho trẻ em dưới 1 tuổi, thay thế hoàn toàn cho vaccine Winvacem, Hàn Quốc ngừng sản xuất. Đến nay, đã có trên 100.000 trẻ được tiêm vaccine này, với tỷ lệ phản ứng thông thường được ghi nhận là 1,73%. Ngoài ra, cũng ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài với tỷ lệ khoảng 0,05%. Tại tỉnh Nam Định đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, sau khi điều tra, hội đồng chuyên môn đã kết luận 2 trường hợp trên tử vong không liên quan đến quy trình tiêm chủng. Tỷ lệ cho đến thời điểm này là 0,04% và nó hoàn toàn là trong cái giới hạn. Trong cái thời gian giá rét như thế này thì cũng phải dặn các bà mẹ là phải giữ ấm cho trẻ, không để trẻ bị viêm phổi chẳng hạn. Hoặc là bởi vì các bạn biết rằng những cái biến chứng hô hấp nhanh lắm. Thế giờ cũng tổ chức cho các bà mẹ tiếp tục có những cái phối hợp tốt với y tế trong cái việc thực hiện tiêm chủng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nguy cơ dịch sởi, ho gà, bạch hầu quay trở lại vẫn còn hiện hữu nếu tỷ lệ tiêm chủng thấp, nhiều trẻ trì hoãn tiêm chủng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mùa đông xuân sắp tới. Chuyển sang phần tin thế giới, nhà chức trách Gabon đã bắt giữ người cầm đầu cuộc đảo chính bất thành diễn ra ngày 7 tháng 1, đồng thời phủ tổng thống nước này cũng tuyên bố đã kiểm soát được tình hình.
Theo AFP, hai sĩ quan trung thành với người này đã thiệt mạng sau khi nhóm binh lính trên chiếm giữ đài phát thanh quốc gia. Phủ Tổng thống Gabon nêu rõ, tình hình đã được kiểm soát và những con tin được giải thoát khỏi đài phát thanh nói trên. Trước đó, nhóm binh lính này đã tìm cách chiếm giữ đài phát thanh quốc gia. Trên sóng phát thanh, những người này kêu gọi một cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại Tổng thống nước này Ali Bongo, người đang ở nước ngoài để điều trị do bị đột quỵ. Bộ trưởng Nội vụ Sudan cho biết hơn 800 người biểu tình đã bị bắt giữ khi tham gia hàng trăm cuộc biểu tình phản đối chính phủ được tổ chức trên khắp đất nước kể từ hồi tháng 12 năm 2018. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Ahmed Bilal Osman nói tổng số người biểu tình bị bắt giữ tính tới thời điểm hiện tại là 816 người. Đây là lần đầu tiên giới chức Sudan công bố con số người biểu tình bị bắt giữ kể từ khi biểu tình bùng phát sau khi chính phủ quyết định tăng giá bánh mì gấp 3 lần. Theo thống kê sơ bộ, các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã khiến 19 người, trong đó có 2 nhân viên an ninh và 219 người bị thương. Một số thành viên thuộc các đảng phái đối lập cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 7 tháng 1, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết nước này sẽ bổ sung thêm các đề xuất về thỏa thuận rời khỏi Liên minh châu Âu EU, hay còn gọi là Brexit. Bà May nhấn mạnh, Anh chắc chắn sẽ đề xuất thêm các biện pháp cụ thể về vấn đề Bắc Ireland và trao cho Quốc hội vai trò lớn hơn. Chính phủ nước này cũng tiếp tục tìm kiếm thêm các đảm bảo và cam kết từ EU liên quan đến mối quan ngại mà các nghị sĩ đã bày tỏ. Tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu trong giai đoạn can thiệp, cũng như nói chuyện với các đồng nghiệp. Tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Trong những ngày tới, những gì chúng tôi đưa ra không chỉ là về EU, mà còn về những điều chúng tôi có thể làm trong nước. Trước đó, Thủ tướng May khẳng định dự thảo thỏa thuận Brexit đưa nước Anh rời khỏi EU sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện nước này theo đúng kế hoạch vào ngày 15 tháng 1 và cuộc tranh luận sẽ khởi động trong tuần này. Bà đã từng hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo trên hồi tháng 12 năm ngoái sau khi bà cho rằng văn kiện này đã bị đại đa số phản đối. Liên quan tới việc 49 người di cư trên biển Địa Trung Hải được cứu bởi hai tàu cứu hộ và hiện vẫn chưa thể lên bờ, ngày 7 tháng 1, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện tinh thần đoàn kết để có thể đưa ra một giải pháp cho những người di cư trên. Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng lên tiếng kêu gọi cho 49 người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải. Trước đó, nhiều giám mục của Tòa Thánh Vatican cũng đã kêu gọi giải pháp cho vụ việc trên. Vụ việc cũng cho thấy những quan điểm khác nhau trong nội bộ các nhà lãnh đạo Italia. Một bên thể hiện sự cứng rắn khi khẳng định Italia sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ người di cư trên biển nào và sẽ không có cơ hội cho hai con tàu phi chính phủ cập cảng nước này. Trong khi đó, bên còn lại cho rằng Italia có thể sẽ tiếp nhận phụ nữ và trẻ em trong số những người di cư trên hai con tàu. Trở lại các tin tức trong nước, Bộ Công an cho biết hoạt động tín dụng đen hiện nay không chỉ đóng khung trong biên giới mà liên quan đến yếu tố bên ngoài, liên quan đến các nước khác. Bộ đang mở các chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ trong 4 năm gần đây, toàn quốc xảy ra hơn 7.600 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến tín dụng đen. Trong số này có 56 vụ giết người, 389 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản, khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng huy động vốn với số lượng hàng ngàn tỷ đồng gây vỡ nợ dây chuyền. Hiện lực lượng cảnh sát hình sự cả nước rà soát làm rõ 210 băng nhóm liên quan hoạt động tín dụng đen với gần 2.000 đối tượng giống như các đường dây bị bóc dỡ ở Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đắk Lắk. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 44 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 36 quy định về trang bị quản lý vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động ATM. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18 tháng 2 năm 2019. Theo quy định mới, các ngân hàng thương mại phải thường xuyên cập nhật, thông báo các thủ đoạn trộm cắp tiền từ ATM, bảo đảm hoạt động ATM thông suốt, phòng chống tội phạm thẻ. Thông tư quy định các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an, chi nhánh ngân hàng nhà nước trên địa bàn, nơi triển khai lắp đặt ATM và các tổ chức liên quan trong việc đảm bảo hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt. Phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động ATM, điều tra, xử lý khi phát hiện tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, cướp, phá hoại ATM. Các ngân hàng phải thường xuyên cập nhật thông báo các thủ đoạn trộm cắp tiền từ ATM và hướng dẫn khách hàng biện pháp giao dịch an toàn tại ATM như niêm yết nơi đặt ATM, trên màn hình máy ATM hoặc các hình thức khác.
Qua hơn một tuần triển khai hoạt động, các tổ công tác 363 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm trên nhiều lĩnh vực, tính chất khác nhau. Trong đó, 18 vụ có dấu hiệu tội phạm hình sự, tạm giữ 40 người để bàn giao công an các địa phương điều tra và xử lý. Những kết quả nêu trên cho thấy, việc bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp đã phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần ngăn ngừa, chủ động phát hiện các dấu hiệu vi phạm trên đường phố, mà còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa các hành vi mới manh nha. Có thể xử lý một số cái vi phạm hành chính khác, nhưng mà cái mục tiêu chính của cái tổ công tác này là đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm trên đường phố. Như vậy, với việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp này đã có những kết quả rất khả quan ban đầu, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn thành phố. Lực lượng 911 được xem là quả đấm thép của Công an thành phố Đà Nẵng trong hoạt động phòng chống tội phạm, chuyên nhắm vào các loại tội phạm như cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tàng trữ trái phép ma túy. Mới chỉ sau 2 đêm chốt chặn tuần tra, lực lượng 911 của Công an thành phố đã phát hiện ngăn chặn 65 trường hợp vi phạm, trong đó phát hiện 5 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 3 đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi. Cùng với đó, lực lượng đã lập biên bản 21 trường hợp vi phạm giao thông, nhắc nhở 37 trường hợp có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự. Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra gần đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng kiểm thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về kiểm soát tải trọng phương tiện, kiên quyết không cấp hồ sơ đăng kiểm khi phương tiện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trang bị an toàn và phòng chống cháy nổ, đặc biệt là các loại xe tải, xe đầu kéo, xe khách giường nằm, xe bồn, chở bê tông. Các báo số ra sáng nay có các tin bài liên quan đến công tác chuẩn bị Tết Nguyên Đán 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhanh từ một số đại lý bán vé máy bay Tết Kỷ Hợi 2019, giá vé Tết tăng từ 1,3 đến gấp 2 lần so với ngày thường. Một số đường bay đã hết chỗ vào những ngày cao điểm Tết. Các nhà ga tàu lửa, bến xe đã bắt đầu bán vé Tết. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, trước Tết, số lượng vé đi vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019 còn khoảng 6.000 vé, sau Tết còn khoảng 53.000 chỗ. Ghi nhận tại bến xe miền Đông đã có nhiều đơn vị bắt đầu bán vé Tết. Tại bến xe miền Tây, các quầy ủy thác sẽ bán vé Tết vào ngày 15 tháng 1. Đến thời điểm này, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị xong nguồn hàng dồi dào, đa dạng phục vụ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi với tổng giá trị hơn 18.400 tỷ đồng, tăng 3,44% so với Tết Mậu Tuất 2018. Một trong những nét mới là từ những tháng trước đó, qua phân tích nhu cầu của thị trường và rút kinh nghiệm từ những năm trước, các cơ quan chức năng điều tiết và định hướng thị trường hàng hóa. Điều này góp phần kích cầu tiêu dùng, cung cấp cho thị trường những loại hàng hóa thiết yếu, tránh tình trạng đưa hàng từ các địa phương khác về một cách tràn lan, dẫn đến khó kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. Liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, các báo đưa tin từ nay đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Vì vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ không ít phức tạp. Hiện nay tại các thành phố lớn, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm như lập các chốt chặn để kiểm tra nồng độ cồn, ngăn chặn từ xa tình trạng uống rượu bia gây tai nạn. Ngoài tuần tra kiểm soát cơ động, công an các đơn vị địa phương đã sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát để phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Quan trọng nhất là bản thân mỗi người phải nhận thức rõ và có ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Năm 2019, chính phủ sẽ thực thi mạnh mẽ nhiều giải pháp để chuyển đổi 5,1 triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, giúp họ đi qua thời kỳ không chịu lớn, cùng nỗ lực góp sức vào việc hoàn thành mục tiêu có được 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Theo ông Tô Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp phải thực hiện liên tục, lâu dài và phải được các cấp, các ngành cùng quyết tâm và thực hiện, bảo đảm việc chuyển đổi hoạt động hiệu quả, năng lực cạnh tranh được nâng cao hơn.
Chuyên trang thể thao các báo số ra sáng nay có bài viết nhận định của các chuyên gia về trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Không được đánh giá cao bằng Iraq nhưng tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ trong trận ra quân diễn ra trên sân Ziyad Sports City tại Abu Dhabi, UAE vào lúc 20:30 tối nay 8 tháng 1. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Iraq, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Chúng tôi đã có nhiều thông tin dữ liệu không chỉ về tuyển Iraq mà còn cả Iran và Yemen. Trận đấu với Iraq là cơ hội để chúng tôi kiểm chứng những gì đã được chuẩn bị." Đội trưởng Quế Ngọc Hải nói, với những gì đã thể hiện và chuẩn bị, dù Iraq là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt trong trận mở màn. Còn theo nhận định của các chuyên gia trong trận này, dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm. Thưa quý vị, chính phủ Liên bang Mỹ như vậy đã lâm vào tình trạng ngừng hoạt động một phần khi từ ngày 21 tháng 12 vừa qua, quốc hội nước này không thể thông qua một dự luật chi tiêu trước thời hạn chót. Đây là một trong những đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất tại Mỹ. Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này trong một Nhìn ra thế giới hôm nay. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy là đã 16 ngày trôi qua kể từ khi chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần. Bế tắc nảy sinh khi Quốc hội Mỹ không thể thông qua dự luật ngân sách liên quan đến khoản tiền 5,7 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu để xây dựng bức tường dọc theo biên giới với Mexico. Gói ngân sách này đã vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ dân chủ tại cả hai viện Quốc hội Mỹ. Sự bất đồng càng trở nên gay gắt sau khi đảng Dân chủ tiếp quản Hạ viện hôm 3 tháng 1 vừa qua. Trước khi chính phủ Mỹ đóng cửa hôm 22 tháng 12, Hạ viện Mỹ dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa đã thông qua khoảng 5 tỷ đô la nói trên trong dự luật ngân sách năm 2019. Tuy nhiên, tại thượng viện, dự luật này đã không thu đủ số phiếu ủng hộ, đặc biệt là từ phía các nghị sĩ dân chủ. Việc không đạt được thỏa thuận đã khiến cho chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần. Tổng thống Donald Trump sẽ không được cấp kinh phí xây bức tường. Không phải hôm nay, không phải tuần sau hay thậm chí năm sau. Tổng thống Donald Trump không thể để người lao động bị ảnh hưởng chỉ vì một bức tường không có hiệu quả và phung phí tiền bạc. Theo kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm ngoái, đảng Dân Chủ đã chính thức tiếp quản Hạ viện Mỹ hôm 3 tháng 1 vừa qua, đánh dấu giai đoạn sóng gió của Tổng thống Donald Trump. Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát đã ngay lập tức thông qua dự luật ngân sách để chính phủ mở cửa trở lại, trong đó đồng ý chi 1,3 tỷ đô la Mỹ để đảm bảo an ninh biên giới. Con số này ít hơn nhiều so với 5,7 tỷ đô la mà ông Trump yêu cầu. Tuy nhiên, dự luật này chỉ có hiệu lực nếu được thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua. Sau cuộc gặp với hai lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội là Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer hôm 4 tháng 1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sẽ sử dụng quyền khẩn cấp để xây bức tường biên giới với Mexico mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Chúng tôi đã nói với Tổng thống rằng cần mở cửa chính phủ trở lại, nhưng ông ấy đã từ chối. Chính phủ sẽ không mở cửa trở lại cho tới khi hai bên đạt thỏa thuận. Vấn đề quan trọng hơn lúc này là xây dựng bức tường biên giới và an ninh quốc gia. Việc đóng cửa chính phủ chỉ là buộc phải làm để giành lấy lợi ích và sự an toàn cho nước Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cho biết sẽ không ký bất kỳ dự luật ngân sách nào nếu như Quốc hội Mỹ không thông qua khoản tiền 5,7 tỷ đô la, đồng thời cảnh báo chính phủ Mỹ có thể tiếp tục đóng cửa hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Tuy nhiên, ông Donald Trump vẫn tỏ ý sẵn sàng đàm phán với đảng Dân Chủ để có thể mở cửa chính phủ trở lại. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Mỹ vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán về kinh phí xây dựng bức tường biên giới, thì có khoảng 800.000 nhân viên các bộ ngành và cơ quan của chính phủ đang rơi vào tình trạng phải nghỉ việc tạm thời hoặc phải làm việc mà không được trả lương. Trong đó có ít nhất 9 bộ, bao gồm Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông Vận tải và cả Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA. Tuy việc chỉ ảnh hưởng tới 1/4 chính phủ Mỹ, nhưng việc kéo dài thời gian đóng cửa đang khiến người dân tỏ ra bất bình về những hệ lụy của nó. Trong thời gian chờ đợi, 25% các cơ quan thuộc chính phủ sẽ không có kinh phí để hoạt động. Trong số 800.000 công nhân viên chức bị ảnh hưởng, có tới hơn 400.000 người được liệt vào danh sách thiết yếu, nên họ vẫn phải tới công sở làm việc, kể cả ngày lễ. Khoảng 200.000 nhân viên an ninh nội địa phải đi làm không lương, hy vọng sẽ nhận được lương khi chính phủ hoạt động trở lại. Nhưng điều này vẫn chưa được đảm bảo. Ngoài ra, hàng chục ngàn nhân viên của các bộ ngành và cơ quan phải nghỉ làm tạm thời, đa số là người lao động theo hợp đồng.
Cuộc sống của người dân Mỹ đang bị đình trệ, người lao động bị hoãn tiền lương, trong đó có cả các nhân viên an ninh nội địa. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo an ninh cho đất nước khi chính phủ mở cửa trở lại. Tôi không được đi làm vì chính phủ đang đóng cửa. Tôi là một nhân viên hợp đồng nên sẽ không được nhận lương nếu nghỉ. Những người lao động như chúng tôi đang bị ảnh hưởng vì những cạnh tranh chính trị. Việc này là bất công và khiến mọi người lo lắng. Chúng tôi không thể biết được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hàng loạt các viện bảo tàng lớn, phòng trưng bày, công viên và sở thú quốc gia tại Mỹ đã bị tạm đóng cửa. Rác thải cũng đã bắt đầu chất đống ở nhiều khu vực công cộng do nhiều cơ quan quản lý phải ngừng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. Trong những ngày qua, chúng tôi đã đến đây từ 10 giờ sáng để tự tổ chức các nhóm dọn dẹp công viên, lau dọn nhà vệ sinh và xử lý hàng đống rác trong các thùng rác. Việc đóng cửa chính phủ Mỹ còn có khả năng gây gián đoạn các chương trình phúc lợi xã hội. Hiệp hội Hỗ trợ Phụ nữ, Trẻ em và Trẻ sơ sinh WIC chuyên cung cấp lương thực và giáo dục cho các bà mẹ mang thai có thu nhập thấp hay trẻ em nghèo đã kêu gọi chính phủ mở cửa trở lại. Hiệp hội cảnh báo hơn 7 triệu bà mẹ, phụ nữ mang thai và trẻ em có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các chương trình nghiên cứu khoa học và y tế sẽ bị trì hoãn do thiếu tiền hỗ trợ từ chính phủ. Nhiều người gặp khó khăn trong việc mua bán nhà đất, nhiều chuyến bay có thể bị hoãn, văn phòng đăng ký kết hôn tạm dừng hoạt động, một số cuộc điều tra sẽ bị gián đoạn. Việc đóng cửa chính phủ Mỹ còn ảnh hưởng đến 62 tòa án xử lý tình trạng nhập cư của Mỹ và hàng trăm thẩm phán tạm thời phải nghỉ việc. Đóng cửa chính phủ là hiện tượng có lẽ chỉ có tại Mỹ. Và khái niệm này xuất hiện kể từ khi đạo luật ngân sách năm 1974 nêu rằng chính phủ liên bang sẽ phải ngừng hoạt động khi kinh phí không được phê duyệt. Đảng Dân Chủ sau khi tiếp quản Hạ viện đã nổ phát súng đầu tiên khi thông qua dự luật chi tiêu chính phủ, nhưng không bao gồm bức tường mà Tổng thống Donald Trump muốn. Hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa rõ ràng là đang ưu tiên cho mối quan tâm của mình, ngay cả khi chính phủ, hay ít nhất là một phần của các cơ quan chính phủ phải đóng cửa. Đó là thực tế nước Mỹ. Mặt khác, vấn đề bức tường biên giới đã từng là thông điệp tranh cử chính của ông Trump năm 2016, và tôi cho rằng lần này đó cũng sẽ là thông điệp cho cuộc vận động tái ứng cử 2020 của ông. Đây là lần đóng cửa chính phủ thứ 19 kể từ giữa thập niên 70 tới nay, lần thứ ba dưới nhiệm kỳ của một tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, và tính đến nay là một trong những lần đóng cửa kéo dài nhất. Lần đóng cửa chính phủ lâu nhất từng được ghi nhận kéo dài 21 ngày, diễn ra vào năm 1996 dưới thời cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton thuộc đảng Dân Chủ. Đó là kết quả của cuộc đối đầu giữa ông và Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát về bảo hiểm y tế, giáo dục, môi trường, y tế công cộng và ngân sách liên bang năm 1996. Lần đóng cửa gần đây nhất dưới thời Tổng thống Barack Obama vào năm 2013 khi Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát từ chối thông qua ngân sách, trong đó có việc chi trả cho luật chăm sóc sức khỏe. Kết quả là chính phủ đóng cửa 16 ngày và 850.000 nhân viên liên bang bị ảnh hưởng. Đợt đóng cửa hiện tại không ảnh hưởng tới 3/4 số cơ quan chính phủ Mỹ như Bộ Quốc phòng, các cơ quan an ninh, dịch vụ bưu điện, không lưu, an sinh xã hội, do những cơ quan này có ngân quỹ đảm bảo. Tuy nhiên, tại những cơ quan liên bang bị đóng cửa, nhân viên sẽ không đi làm hoặc đi làm nhưng không được trả lương. Điều đó có thể tiếp diễn vì Hạ viện hiện do đảng Dân Chủ kiểm soát. Khởi đầu năm 2019 tỏ ra đầy bất ổn ở Washington. Và sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày, dài hơn dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 là 2 ngày. Nghỉ Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu từ thứ Hai, 4 tháng 2 năm 2019, tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất, đến hết thứ Sáu, ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp Tết Nguyên đán có tổng cộng 9 ngày nghỉ, từ ngày 2 tháng 2 đến 10 tháng 2, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân. Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Các tổ chức sử dụng lao động cũng có thể căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí lịch nghỉ dịp lễ Tết, nhưng phải phù hợp với quy định của luật lao động. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sáng ngày mai cũng từ khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 hàng ngày trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.